Các bạn biết không, Steve Kerr đã nói trong quyển sách rất là nổi tiếng của ông You Can Win rằng là the winners don't do different things, they do things differently. Có nghĩa là người nổi tiếng, người thành công thì họ không có làm việc gì khác thường cả, họ chỉ thực hiện những công việc bình thường nhưng theo một phương thức rất là khác biệt để đảm bảo sự thành công của họ. Và cũng với phương châm đó thì trường khoa công nghệ sinh học, trường đại học quốc tế đã không ngừng phát triển trong những năm vừa qua. Cũng giống như nhiều cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam thì khoa công nghệ sinh học đào tạo các cái ngành phục vụ cho sự phát triển của kinh tế xã hội, nhưng chúng tôi thực hiện điều đó bằng các cái phương thức khác biệt như là sử dụng chương trình đào tạo tiên tiến, sử dụng hoàn toàn tiếng Anh, sử dụng giáo trình của nước ngoài, tuyển dụng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa công nghệ sinh học hiện nay là đến 90% là có trình độ tiến sĩ. Chúng tôi không ngừng mở rộng và phát triển các hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại. Hiện tại thì khoa công nghệ sinh học đã có đến 8 phòng thí nghiệm được đầu tư mới hiện đại với tổng số tiền đầu tư trên 40 tỷ đồng, và trong những năm sắp tới thì sẽ tiếp tục phát triển thêm. Chúng tôi có một đội ngũ sinh viên rất là năng động, học tập giỏi. Thì ở khoa công nghệ sinh học của chúng tôi, ngoài việc đào tạo về mặt chuyên môn cho các bạn theo những lĩnh vực như là công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, quản lý nguồn lợi thủy sản, thì nhà trường của khoa còn rất chú trọng đến việc bồi dưỡng các bạn về đạo đức, về phẩm cách. Nghiên cứu của trường đại học Harvard cho thấy rằng là với cả thành công ở trong cuộc sống thì kiến thức và sự thông tuệ, có nghĩa là khả năng áp dụng kiến thức và thực tế, chỉ quyết định được có 15% thôi, 85% còn lại được quyết định bởi sự và thái độ tích cực của người thực hiện. Và nhận thức được điều này thì chúng tôi đã tạo được môi trường làm việc và học tập làm sao để khuyến khích cái thái độ tích cực của sinh viên. Các bạn sinh viên của khoa công nghệ sinh học được bạn bè, được xã hội biết đến rất là nhiều về thái độ tích cực ở trong học tập, say mê trong nghiên cứu khoa học. Các bạn đã giành được rất nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học, về học thuật, các học bổng sau đại học ở nước ngoài, cũng giống như công việc tốt sau khi ra trường. Và ở khoa công nghệ sinh học thì lúc nào chúng tôi, đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ phục vụ của khoa cũng tâm niệm một điều rằng là thành công của sinh viên chính là thành công của nhà trường. Và nếu như bạn đang tìm kiếm một môi trường học tập tốt, một môi trường làm việc tốt thì hãy đến thăm và trải nghiệm với cả khoa công nghệ sinh học. Tôi tin các bạn sẽ cảm nhận được điều đó. This university has many opportunities. You can do many things, many research in many fields. We have many labs with good conditions. First of all, the university is an English education, and that's why I prefer this university, because English has become a very popular and the main language of the world, and we can understand each other among foreigners. So, and about the lectures are really well educated and well experienced, and they come from the popular university from different countries. They have at least master degree. About the students, they are really smart, intelligent, and very friendly. As I'm a foreigner, I prefer this university because of my friends and because of the English education and because of the lectures. So I have many friends in this university. I like this university. Chào tất cả các bạn, mình là Kiên, là cựu sinh viên của trường IU, khoa công nghệ sinh học, niên khóa 2007-2011. Hiện đang công tác tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những viện nghiên cứu đầu ngành tại khu vực miền Nam. Thì khi học tập trong suốt 4 năm học tập IU thì mình thích nhất 3 điểm, đó chính là tiếng Anh, là ngôn ngữ cũng như là giáo trình hoàn toàn bằng tiếng Anh. Điều này như các bạn đã biết là tiếng Anh là một công cụ rất là hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như là giao tiếp sau này. Và điều thứ hai đó chính là bàn việc nhóm. Khi các bạn tham gia thuyết trình một cái vấn đề thì các bạn sẽ các thầy cô cũng sẽ vô cùng tận tâm để chỉ hỗ trợ cho các bạn làm thế nào để làm việc nhóm hiệu quả nhất, để xây dựng bài thuyết trình tốt nhất. Và đó là một điều rất tốt mà mình đã có được tại IU. Và điều thứ ba đó chính là ngoài việc học tập ra thì trường cũng như đoàn khoa công nghệ sinh học cũng như các giáo viên cũng hỗ trợ rất nhiệt tình cho các bạn trong các hoạt động ngoại khóa, cũng như thông qua các sân chơi hoặc là cuộc thi như là IU Mastermind nè, rồi các hội nghị khoa học hoặc là các hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho các sinh viên trẻ do đoàn khoa tổ chức. Và đó là một trong những điều mình rất thích những tại IU, và hy vọng các bạn cũng sẽ tự cảm nhận khi bước chân vào môi trường này.
just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to break.